Kiati xuất tinh Thái Lan ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Trung Quốc. Theo cựu danh thủ Kiati xuất, Thái Lan sẽ thắng Trung Quốc trong trận ra quân vòng loại World Cup 2026 tối ngày 16 tháng 11. Tôi nghĩ Thái Lan sẽ ghi ít nhất 2 bàn và giành 3 điểm, Kiati xuất nói với trang Siam Sport hôm 15 tháng 11. Theo tôi, đội tuyển sẽ có 1 bàn trong hiệp 1 và 1 bàn trong hiệp 2. Theo huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai, Trung Quốc không còn mạnh như trước. Về vấn đề cầu thủ nhập tịch, ông không quá lo khi Trung Quốc chỉ gọi một cầu thủ là tiền vệ Li Ke, có mẹ gốc Trung Quốc và từng chơi cho tuyển U17, U18, U19 Anh trước khi khoác áo Trung Quốc từ năm 2019. Kiati Sup cũng coi trọng việc Thái Lan chơi trên sân nhà và có sự ủng hộ của cổ động viên. Ngoài ra, ông vui mừng vì các ngôi sao ở cả ba tuyến đều có mặt. Lực lượng Thái Lan khá đầy đủ vì các ngôi sao thi đấu ở nước ngoài đều đã trở về, Kiati Sup nói thêm. Trận Thái Lan, Trung Quốc ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ 16-11 diễn ra trên sân Raja Mangala. 5 ngày sau đó, Thái Lan sẽ làm khách trên sân của Singapore. Hàn Quốc là đội còn lại của bảng C, 4 đội sẽ đá vòng tròn 2 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu vào vòng loại thứ 3 và xuất dự ASEAN Cup 2027. Năm 2021, Thái Lan kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với chỉ 9 điểm. Khi đó, họ xếp thứ 4 sau UAE, Việt Nam và Malaysia, trong khi Indonesia đứng cuối. 4 trận giao hữu gần nhất, Thái Lan thắng Lebanon 2-1, thua Iraq 4-5 trong loạt đá luân lưu, hòa 2-2 trong thời gian đá chính, thua Georgia 0-8 và hòa Estonia 1-1. Trong khi đó, Trung Quốc hòa Malaysia 1-1, thua Syria 0-1, thắng Việt Nam 2-0 và thua Uzbekistan 1-2. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.